chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đồ Cát Trắng, Hoa Có Đỏ, Đan Giữa Dài và ông Đồ Nhật Việt, Hoa Có Xanh. Xin theo, xin Hoa Đồ vào giữa giới. Hoa Đồ chuẩn bị, nghe cho cả chúng xe đây. Thank you.
Team Hano đứng dậy. Hano chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Cảm ơn ông Tuấn, Thôn Bốn đã tài trợ và giải
dưới 40 500 ngàn đồng, giải trên 40 500 ngàn đồng, và có một phần quà dành tặng cho đôi tráng với số tiền 500 ngàn đồng. Xin mời hai đội đứng dậy. Hai đội chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Nếu hai hiệp chính Hào Đô không phân thắng bại, sẽ thi đấu thêm một hiệp phụ, và một hiệp phụ vẫn không phân thắng bại mà không có đô nào bị nhắc nhở, ban tổ chức sẽ tiến hành cân. Hào Đô vào chưa sẽ trận đấu tiếp tục, và sau khi tiến hành cân, đô nào nặng cân hơn đô đó sẽ thua. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn. Xin mời đồ nghe của mỗi quả vào lúc hiệp 2, 2 phút 20 giây, đồ các tráng ở thôn 2 đã chiến thắng.